Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2020 sẽ có những nội dung chính như sau. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh họp với chư tôn đức tăng ni các điểm truyền giới, các hệ phái nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai mạc đại giới đàn Huệ Hưng. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học để tưởng niệm lần thứ 479 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung. Trong chuyên mục tiêu điểm, những gia đình Phật tử Hà Thành bảo tồn gìn giữ nét đẹp văn hóa Tràng An qua nhiều thế hệ. Như bản tin An Viên 24 giờ đã thông tin, ban tổ chức đại giới đàn Huệ Hưng đang gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị. Sau khi kết thúc kỳ khảo hạch, gần 730 giới tử trúng tuyển vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã họp với sự tham dự của chư tôn đức tăng ni, các điểm truyền giới, các hệ phái nhằm kiểm tra lễ khai mạc đại giới đàn. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng chứng minh, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Trưởng ban kiến đàn đã chủ trì buổi phiên họp. Tại đây, sau khi ban thư ký báo cáo kết quả khảo thí, chư tôn đức đã thảo luận thống nhất về điều kiện giới tử chính thức, các biện pháp y tế liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, phân công phận sự trong lễ khai mạc, việc cần thiết đại giới đàn, dạy luật cho các tân tỳ kheo và tỳ kheo ni sau khi thọ giới. Đại giới đàn Huệ Hưng Phật lịch 2564 do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 10 năm 2020 nhằm ngày 26 đến ngày 29 tháng 8 năm Canh Tý. Lễ khai mạc chính thức tại Việt Nam Quốc tự quận 10 vào ngày 13 tháng 10 tức ngày 27 tháng 8 năm Canh Tý. Sáng nay ngày 7 tháng 10 năm 2020, nhân đại lễ tưởng niệm lần thứ 479 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng phối hợp cùng lực lượng trí thức thành phố tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Phật giáo thời nhà Mạc. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các chư tôn đức, tăng ni và quý học giả, nhà khoa học các tỉnh thành trong cả nước. Báo cáo đề dẫn tại hội thảo cho hay, ban tổ chức nhận được nhiều bài tham luận có giá trị và đưa ra các luận cứ thuyết phục, sâu sắc, giải đáp nhiều câu hỏi trong giới khoa học về Phật giáo giai đoạn nhà Mạc. Các phát biểu tại hội thảo tập trung tìm hiểu vai trò và các đóng góp của Phật giáo đối với đời sống văn hóa, kiến tạo thời nhà Mạc, đồng thời cũng đưa ra các khuyến nghị cho việc bảo tồn những nét đặc trưng của Phật giáo giai đoạn này. Nhằm nâng cao bồi dưỡng kiến thức pháp luật nói chung và pháp luật liên quan đến tôn giáo nói riêng tới các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, hôm qua ngày 6 tháng 10 năm 2020, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về tôn giáo tại địa phương này. Tại đây, thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, bà Nguyễn Thị Định, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ đã triển khai phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, các tôn giáo, từ đó tạo ra sự thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận ngoài xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hội nghị lần này cũng tập trung phổ biến luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn có liên quan về tín ngưỡng, tôn giáo, quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và kiến thức quốc phòng, an ninh có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Thưa quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 10 tại chùa Tam Trúc, tỉnh Hà Nam, đại diện ban tổ chức và bộ phận kỹ thuật truyền thông hậu cần giải chạy Ánh Dương soi chiếu đã nhóm họp thảo luận và khảo sát thực địa cho sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 11 năm 2020. Giải chạy Ánh Dương soi chiếu do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo tổ chức với sự phối hợp của kênh truyền hình An Viên, chùa Tam Trúc và Big Fry sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 11 năm 2020. Với sự tham gia của khoảng 1.010 vận động viên là chư tăng ni, Phật tử, vận động viên chuyên nghiệp và người chạy tự do. Với hình thức chạy bán marathon, giải hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và 1.010 năm Thăng Long, Hà Nội. Gây quỹ chương trình mổ mắt Ánh Dương soi chiếu, đồng thời khuyến khích phong trào luyện tập thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe trong tăng ni, Phật tử. Tại phiên họp, chư tôn đức và các bộ phận hỗ trợ tổ chức đã thảo luận các thông số kỹ thuật của giải, công tác đăng ký vận động viên, công tác truyền thông và chuẩn bị hậu cần, vận động tài chính cho giải,
Kết quả thảo luận sẽ được trình chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội trước khi chính thức phát động việc tham gia giải. Chùa Quỳnh Lâm ở Quảng Ninh cùng với chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang được xây dựng từ thời Lý, là hai trung tâm đào tạo chư tăng cho các tự viện vào thời Trần, nhằm phục vụ nhu cầu chiêm bái và tu học của chư tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, chùa Quỳnh Lâm đã và đang được trùng tu tôn tạo với quy mô lớn. Dự án tu bổ tôn tạo chùa Quỳnh Lâm, còn gọi là chùa Quỳnh, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Kinh phí để thực hiện là 163 tỷ đồng, tập trung cho các hạng mục gồm ba tòa thượng điện, hành lang giải vũ, cổng tam quan, sân vườn, nội thất thờ tự và công trình phụ trợ. Kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ lim, đá thanh, lớp ngói mũi hài truyền thống, gạch bát phục chế theo đúng kiến trúc mỹ thuật truyền thống của dân tộc. Vốn thực hiện việc trùng tu và tôn tạo chùa Quỳnh Lâm được huy động từ nguồn xã hội hóa và được thực hiện trên nguyên tắc giữ gìn, bảo tồn các yếu tố gốc cấu thành di tích. Giai đoạn 1 của dự án dự kiến khánh thành vào ngày 14 tháng 11 năm 2020. Trải qua ngàn năm, chùa Quỳnh Lâm vẫn còn nguyên giá trị lịch sử văn hóa tiêu biểu của dân tộc. Hàng năm cứ đến ngày 4 tháng 2 âm lịch, du khách các nơi lại đổ về trải hội Quỳnh Lâm. Thưa quý vị, từ thiện xã hội luôn là vật sự quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp và không phải đợi đến tháng cao điểm vì người nghèo. Những hành động nhân ái, sẻ chia vẫn được chư tăng ni Phật tử thực hiện mỗi ngày, mỗi giờ. Đó là những món quà nghĩa tình gửi tới đồng bào chịu nhiều thiệt hại từ thiên tai bão lũ, những mái ấm khang trang xây tặng cho người khó khăn hay những cây cầu giao thông nông thôn nối liền những miền quê nghèo. Ngày 3 tháng 10 vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Tân Thạnh, thị xã Kiến Tường, Vĩnh Hưng đã khánh thành cầu Quyết Thắng nối liền hai xã Tuyên Bình và Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng. Cầu được khởi công xây dựng nhân lễ Phật đản vừa qua. Kết cấu bê tông cốt thép với chiều dài 24m, ngang 3m và tải trọng 2,5 tấn, có tổng kinh phí xây dựng 400 triệu đồng. Còn tại Tiền Giang vào ngày 4 tháng 10 vừa qua, sư cô Thích Nữ An Thảo, chú xứ tại chùa Phú Khánh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã kết hợp với chính quyền địa phương và nhà tài trợ tổ chức bàn giao nhà nghĩa tình cho hộ ông Hà Văn Phú tại xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước. Được biết, căn nhà có tổng diện tích xây dựng là 40m², kinh phí xây dựng hết 50 triệu đồng. Trong khi đó, tại Huế, trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 10 năm 2020, lớp công tác xã hội thiện nguyện Tuệ Trung do Đại Đức Thích Thiền Như, chủ nhiệm lớp làm trưởng đoàn, đã hướng dẫn chư tăng ni và các thành viên của lớp tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc và bà con nghèo bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 tại huyện Phong Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại các điểm đến, đoàn chia sẻ, động viên bà con có nhiều sức khỏe, nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định đời sống và tặng quà với tổng giá trị 43 triệu đồng. Nội dung tiếp theo của chương trình, nhiều địa phương đã tổ chức kỷ niệm 720 năm ngày mất của vị anh hùng dân tộc Đức Thánh Trần của nhân dân. Đến Quốc Oai, Hà Nội để tìm hiểu về những giá trị mỹ thuật độc đáo của ngôi chùa gần 1.000 năm tuổi. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu chưa thanh lịch cũng người chẳng an. Không phải ngẫu nhiên khi cha ông xưa đã nói như vậy. Trải qua hơn nghìn năm lịch sử cùng với những thăng trầm, văn hóa Thăng Long Hà Nội khẳng định giá trị trong dòng chảy của văn hóa dân tộc nói chung. Giữa không gian phồn hoa đông đúc, dưới những ngôi nhà mái đỏ rêu phong, hay đâu đó nơi ngõ nhỏ, phố nhỏ, vẫn còn có những gia đình luôn tự ý thức giữ gìn hồn xưa Hà Nội qua mỗi nếp nhà. Đi thưa, về chào. Đó là thói quen được gìn giữ bao nhiêu năm qua tại gia đình này. Đây cũng là nét đẹp của người Hà Nội xưa. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất ngàn năm văn hiến, bà Hằng đã được mẹ dạy cho những lễ nghĩa, những nét văn hóa đáng quý của người Hà Nội xưa. Cái thanh, cái đẹp của người Hà Nội xưa hiển hiện trong bà ở giọng nói chuẩn mực, nhẹ nhàng. Cách ăn mặc giản dị, nho nhã, sự tinh tế, khéo léo trong giao tiếp.
từ xưa khi mẹ tôi đã dạy con gái từ lời ăn tiếng nói đến nữ công gia chánh là nấu nướng, và tôi còn được các cụ cho đi học ở trường Tinh Hoa chỗ bà Triệu là về thêu thùa đan lát và nấu mứt. Thế là các cụ cũng bắt tôi phải học ngay từ khi còn bé tí. Những gì tinh túy, thanh lịch nhất của người Hà Nội đã được bà Hằng giữ gìn và truyền lại trong gia đình nhỏ của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, bà Hằng vẫn không quên dạy cho con những lễ nghĩa, đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế lịch sự của người chàng An xưa. Lễ phép trong gia đình là thường là thưa gửi. Đến bây giờ thì nhiều gia đình cho rằng cái chuyện thưa gửi nó câu nệ quá. Nhưng mà tôi nghĩ đấy là một cái nét đẹp của người Hà Nội. Với cha mẹ đi về thì có chào hỏi, con cháu cũng thế, chào hỏi ông bà. Trong bữa cơm thì mời, cũng mời từ ông bà, bố mẹ cho đến anh chị. Thì những cái nét đấy tôi nghĩ là đẹp chứ không phải là câu nệ nữa. Là người Hà Nội xưa, đồng thời cũng là một Phật tử, bà Hằng luôn cư xử với người khác bằng cái tâm. Những lời dạy của Đức Phật, những giá trị văn hóa được thừa hưởng từ người Tràng An giúp bà hoàn thiện mình, sống tốt hơn và là tấm gương phản chiếu cho con cháu. Ấy là đạo hiếu kính trên nhường dưới, là gia phong trong từng nếp nhà. Giữa đạo Phật với cái nền nếp gia giáo của mỗi gia đình, nó được thừa hưởng rất là nhiều. Bởi vì đạo Phật là dạy con người sống bằng cái tâm. Mà khi cái tâm đẹp, tâm sáng thì mọi cái cư xử đều từ đấy mà ra. Ngày xưa các cụ thường răn dạy các con là phúc đức tại mẫu. Chính vì thế thì người phụ nữ trong gia đình rất là quan trọng. Thì mình phải cư xử như thế nào để các con theo mình. Mẹ thì luôn luôn là người chỉ dạy cho mình rất là cặn kẽ những cái việc, đặc biệt là trong cách đối xử giữa con cái với bố mẹ. Và mình cũng học được ở mẹ rất là nhiều. Khi thấy bà, khi thấy mẹ chồng mình chăm lo cho ông bà bên nội bên ngoại, thì từ đó mình cũng rút ra được cho bản thân mình rất là nhiều những cái kinh nghiệm để mình có thể đối xử với bố mẹ mình cũng như bố mẹ chồng mình. Giữa những xô bồ ồn ào của xã hội hiện đại, gia đình bà Hằng vẫn giữ gìn nét đẹp đúng chất người Hà Nội qua bữa cơm sum vầy. Đây là thời gian để gia đình gắn kết, là lúc bà Hằng dạy con từ cách chế biến cho đến cách trình bày món ăn, thể hiện nét tao nhã, khéo léo. Sau một ngày làm việc vất vả, mệt nhọc, bữa cơm là sự dây kết nối, là khoảng thời gian hỏi han, chia sẻ và quan tâm đến nhau của từng thành viên trong gia đình. Đây cũng là nơi người Hà Nội giữ nét văn hóa Tràng An trong nếp nhà qua bao thế hệ. Không chỉ trong sinh hoạt hàng ngày, đời sống văn hóa của người Tràng An cũng thể hiện sự thanh lịch, tinh tế. Từ việc đơn giản như uống trà, người Hà Nội cũng nâng lên thành trà đạo. Còn với những Phật tử người Tràng An thì trà cũng chính là một cách để thiền. Người Tràng An xưa đã có cái hoạt động uống trà rất là thường xuyên. Trong bất kể gia đình người Hà Nội nào cũng có ấm trà và thường được để ngay ngắn trên bàn khách. Thì khi có khách đến chơi nhà thì là cái hoạt động đầu tiên đó là phải pha trà đã. Thì người ta vẫn nói rằng là chén trà là đầu câu chuyện, hoặc hay là như là đốt than quạt nước pha trà đó, để thể hiện một cái sự hiếu khách. Cũng như là đấy chính là một cái nét thanh lịch rất là đặc trưng. Và cái truyền thống đến nay vẫn còn lưu truyền trong tất cả những cái gia đình người Hà Nội. Vốn là Phật tử, ngoài những lúc ngồi thiền, hai vợ chồng anh Hùng, chị Yến còn duy trì thói quen thưởng trà. Một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người Tràng An, thể hiện sự tinh tế và kết hợp cân bằng thân tâm để đến với thiền trà. Thì cái không gian thưởng trà của người Hà Nội ngày xưa thì cũng rất là thanh tao. Họ thường có những không gian mở,
có thể là những các cái khu vườn gắn liền với những cái biệt thự cổ, các bạn có thể thấy đấy. Hay là đôi khi là một cái mái hiên thôi là cũng là một cái không gian thưởng trà rất là tuyệt vời rồi. Đó. Theo sử sách, hình thức uống trà được khởi nguồn từ các tự viện Phật giáo. Như vậy cũng đồng nghĩa việc thưởng trà của người Việt gắn liền với đạo Phật. Các nhà sư thường thưởng trà vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn để giữ lòng thanh tịnh. Hình thức thưởng trà này đã được nâng lên thành nghi lễ thiền trà. Không chỉ riêng trong chốn thiền môn, thiền trà là nét đẹp văn hóa có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày. Trong xã hội hiện đại, nhịp sống của con người luôn hối hả và tấp nập. Nhưng đâu đó vẫn có những gia đình chọn cách sống chậm để tận hưởng, gìn giữ nét đẹp truyền thống của người Tràng An. Đây là cơ hội để các thành viên có thể lắng tâm chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống, nuôi dưỡng tâm tình, xóa tan những hiểu lầm và giận hờn để tâm ta thanh tịnh. Thì người Hà Nội thì rất hay có thói quen là sau khi ăn cơm, cả nhà sẽ lại ngồi quây lại với nhau để uống trà. Đây cũng chính là cái mà để gắn kết truyền thông trong gia đình. Thì chính những cái truyền thống uống trà của người Tràng An với cái cách thức như vậy sẽ làm cho chúng ta gần lại với nhau hơn, bố mẹ với con cái sẽ gần nhau hơn. Hà Nội không phải là mảnh đất trồng chè, nhưng lại là nơi đánh dấu, là điểm nhấn để khẳng định sự tồn tại và phát triển của nền văn hóa trà Việt. Nói đến Hà Nội là nói đến trà sen, mà phải là sen Tây Hồ. Sự kết hợp hòa quyện giữa trà và sen như một cái duyên giữa trà và thiền với người Phật tử Hà Thành. Bản thân hoa sen và đã gắn liền với cả tâm linh của Phật giáo đó. Nên là khi mà làm cái trà sen thì nó rất là gần gũi với thiền. Nó như một cái sợi dây tâm linh vậy. Và từ từ khi mà chúng tôi ngồi hành thiền với nhau thì cái hình ảnh hoa sen và cái hình ảnh uống những cái hương vị của trà nó cứ quẩn quanh bên trong mình. Thì sau đấy thì mình mới nghĩ rằng là ồ, thế là mình cũng nghiên cứu về thiền trà đi, mình tổ chức thiền trà đi, để cái hoạt động thiền của mình gắn liền với trà thì nó sẽ trở nên ý nghĩa hơn với cả cuộc sống. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Nói đến nếp sống của người Tràng An, không thể không nhắc đến thói quen đi lễ chùa vào ngày rằm, ngày mùng 1. Trong sinh hoạt tâm linh, tinh thần của người Tràng An, ngôi chùa có vị trí vừa đặc biệt linh thiêng lại vừa gần gũi, gắn bó. Đây không chỉ là nơi chiêm bái, nương tựa với tinh thần mà còn là nơi góp phần hình thành tư tưởng, đạo đức và nhân cách cho mỗi người. Không lề lệt mà trang nghiêm chỉnh tề, không quá cầu kỳ mà giản dị gọn gàng. Đó là hình ảnh quen thuộc của các thành viên trong gia đình Phật tử Chí Đạt mỗi khi đến chùa. Thói quen đi lễ chùa vào ngày rằm mùng 1 đã được gia đình ông duy trì nhiều năm nay. Gia đình tôi với truyền thống là đã có 3 thế hệ là Phật tử. Chính vì vậy ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã được ông bà, cha mẹ dạy dỗ là chúng tôi đã biết được một lòng thành tâm hướng đến Phật. Bản thân tôi cũng đã thấm nhuần và giác ngộ được giáo lý của nhà Phật, mang theo cái tâm thiện lành, đó là từ bi hỷ xả, bỏ ác làm lành và lành giữ hành thiện. Vào các ngày lễ, các khóa tu của nhà chùa là chúng tôi đều là lên trên chùa, kể cả có công việc có bộn bề đến đâu đi chăng nữa, chúng tôi vẫn sắp xếp thời gian để lên được đến chùa để dự khóa tu và khóa lễ của nhà chùa tổ chức. Đối với một gia đình có 3 thế hệ thành tâm hướng Phật thì chắc chắn mái chùa cũng giống như mái ấm thứ hai. Nếu ở nhà thành kính thờ phụng ông bà tổ tiên thì đến chùa cả gia đình lại thành tâm hướng Phật. Mỗi vật phẩm dâng lên cúng dường đều chứa đựng những tinh hoa đặc trưng của đất Hà Thành. Gia đình tôi thường chuẩn bị dâng lễ, dâng đầu lễ như là hoa quả, bánh kẹo và đặc biệt là không thể thiếu được những thứ đặc sản của Hà Nội như là cốm chè sen. Cốm là một món đặc sản rất là riêng
của Hà Nội. Mỗi một lần đến chùa thì tôi cũng muốn đem món đặc sản dâng lên cúng Phật để thể hiện được cái là tấm lòng chân thành của một người Phật tử. Chúng tôi nghĩ không cần phải quá cầu kỳ hay phải mua những món đồ đắt tiền. Chỉ cần giản dị và mộc mạc như thế là vừa tránh được lãng phí lại vừa thể hiện được cái tâm của một người Phật tử. Vừa là Phật tử, lại thừa hưởng những nét thanh lịch của người Tràng An. Cả gia đình khi đến chùa đều gắng gìn giữ chánh niệm, không ồn ào vội vã với cử chỉ, lời nói nhẹ nhàng, từ tốn. Ngay từ nhỏ tôi dạy các con là từ lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng, đi đứng nhẹ nhàng, nói năng nhẹ nhàng và sống với mọi người từ nói năng cử chỉ để luôn luôn thể hiện là người thanh lịch. Khi mà bước vào cổng chùa thì phải thể hiện là một người Phật tử, phải cung kính, thể hiện lòng chân thành, thành kính, lễ phép với các thầy, sư thầy, các sư cô và các sư ông. Còn đối với tất cả các bạn đồng tu thì phải yêu thương như là người trong một nhà. Vào những dịp cuối tuần, gia đình Phật tử Chí Đạt thường đến chùa làm công quả, giúp cho khuôn viên chùa luôn sạch sẽ, trang nghiêm. Từng nhành hoa, chiếc lá trang trí trong chùa đều được nâng niu, trân trọng, vừa thể hiện sự tinh tế của người Tràng An, vừa cho thấy sự thành tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ngày nay, mỗi gia đình là đều có một lối sống khác nhau, có những lựa chọn về công việc khác nhau. Nhưng gia đình chúng tôi chọn cách sống chậm, sống thanh lịch để tận hưởng một cuộc sống an yên. Chúng tôi cũng dạy dỗ con cái lan tỏa tinh thần Phật Pháp với những người xung quanh để tất cả đều cùng được sống một cuộc sống chan hòa, thanh lịch giống như người Hà Nội xưa. Có thể nói, dù trải qua bao thăng trầm, nhưng cốt cách của người Tràng An vẫn được gìn giữ nhờ những gia đình như gia đình Phật tử Chí Đạt. Qua chiều dài lịch sử 1010 năm, văn hóa Phật giáo là một trong những chất liệu đã làm nên nét riêng có của văn hóa Tràng An, thanh lịch, tinh tế, từ bi nhân ái, yêu thương trong từng nếp nghĩ, nếp sống. Thưa quý vị, dân gian ta có câu, tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ là để tưởng nhớ quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Với đại chiến công hai lần đập tan quân xâm lược Nguyên Mông, giữ an bờ cõi Giang Sơn, ông được nhân dân tại nhiều địa phương trên cả nước lập đền thờ để tưởng nhớ. Hôm qua, ngày 6 tháng 10, nhằm ngày 20 tháng 8 âm lịch, nhiều địa phương đã tổ chức kỷ niệm 720 năm ngày mất của vị anh hùng dân tộc, Đức Thánh Trần của nhân dân. Tại nhiều địa phương từ Nam ra Bắc như Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu hay Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, lễ dỗ Đức Thánh Trần đã trang nghiêm diễn ra với các nghi thức cúng khao thỉnh, lễ dân hương, nam tế quan, thụ lộc và múa lân sư rồng. Trước đó, ngày 5 tháng 10, lễ dỗ diễn ra với nghi thức cúng cao yết. Vào lúc 18 giờ ngày 7 tháng 10, lễ dỗ kết thúc với lễ cúng chúng sinh, lễ tạ, lễ dỗ chính Đức Thánh Trần được tổ chức vào ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm. Những năm qua, ngày lễ này đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến dân hương, chiêm bái, tưởng nhớ công ơn của Đức Thánh, cầu sức khỏe, bình an. Tiếp theo sẽ là những sự kiện văn hóa đáng chú ý diễn ra trên cả nước. Tối 5 tháng 10 vừa qua, tại Quảng Bình đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan cấp tổ, nhóm câu lạc bộ bài tròi lần thứ 2 do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình tổ chức. Liên hoan nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương cũng như du khách. Các đội đã thể hiện được khả năng trình diễn tốt, thể hiện diện mạo và sắc văn hóa của từng địa phương nói riêng và vùng đất Quảng Bình nói chung, khẳng định sức sống bền lâu của bài tròi trong đời sống. Liên hoan còn góp phần tuyên truyền, giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài tròi trên quê hương Quảng Bình. Vâng, xin toàn thể quý vị chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc cho các đội thi tham gia. Họa sĩ Trần Chính Nghĩa là con trai của họa sĩ Trần Văn Lưu, người bạn thân lâu năm với gia đình họa sĩ Bùi Xuân Phái. Trong suốt thời gian dài, Trần Chính Nghĩa thường xuyên chụp ảnh họa sĩ Bùi Xuân Phái và các tác phẩm của ông dưới góc nhìn chân thành và đời thường.
những bức ảnh đen trắng của Trần Chính Nghĩa đem lại cho người xem một cảm giác kinh ngạc khi cả một quá khứ sống động về cuộc đời nghệ thuật của Bùi Xuân Phái từ những năm 1970 đến cuối đời. Tại triển lãm tới đây, hơn 30 bức ảnh về chân dung danh họa Bùi Xuân Phái cùng nhiều tác phẩm của ông sẽ phần nào cho người xem thấy được tính cách, con người cùng đam mê của Bùi Xuân Phái với hội họa, trong đó nổi bật là tình yêu mà ông dành cho Hà Nội. Cách trung tâm thủ đô Hà Nội hơn 20 km, chùa Thầy có tên chữ là Thiên Phúc Tự, nằm gối vào sườn núi Phật Tích, còn gọi là núi Thầy, thuộc địa phận hai thôn Đa Phúc và Thụy Khuê, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Hà Nội đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2014. Chùa Thầy được vua Lý Thánh Tông cho xây vào năm 1057 trên nền hương Hải An của thiền sư Từ Đạo Hạnh tu tập những ngày đầu. Sau được trùng tu lớn lại vào thế kỷ thứ 17 với nhiều đơn nguyên kiến trúc hợp thành kiểu nội tiền công hậu thất ngoại quốc. Chùa nằm trên khu đất hình hàm rồng. Phía trước là một sân rộng nhìn ra hồ Long Trì còn gọi là ao rồng. Giữa hồ Long Trì, các thủy đình tựa như viên ngọc sáng nằm giữa miệng rồng. Thủy đình gồm một gian hai dĩ, kiểu phương đình trồng diêm hai tầng, tám mái với các góc đao cong. Thủy đình được xây dựng vào khoảng thời Hậu Lê để biểu diễn rối nước do thiền sư Từ Đạo Hạnh chỉ dạy. Hai bên trái phải chùa là cầu Nhật Tiên và cầu Nguyệt Tiên với kiến trúc kiểu thượng gia hạ kiều như hai dâu rồng. Theo sử sách, hai cây cầu này do Trạng Bùng Phùng Khắc Hoan xây dựng vào khoảng những năm đầu thế kỷ thứ 17. Chùa Thầy có kiến trúc kiểu tiền Phật hậu Thánh, một kiểu kiến trúc đặc biệt trong Phật giáo Việt Nam cũng như cả vùng Đông Nam Á nói chung, với quần thể không gian và di tích vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Chùa Thầy đây là xây dựng từ thời Lý, nhưng vẫn có những cái từ thời Mạc, tiếp nối cả những thời Nguyễn. Như vậy nó có một cái chiều dày lịch sử. Thì cái chính là chúng ta phải bảo tồn, trùng tu, sửa chữa để đảm bảo được cái giá trị lịch sử truyền thống. Trước đây có một số hiện vật, mặc dù nó đã tồn tại gần 20 năm, nhưng mà xét thấy đây không phải là những hiện vật gốc, rồi thì những hiện vật truyền thống của Đạo Phật Việt Nam. Nên chúng tôi cùng với sư thầy chủ trì đã di rời, đưa ra ngoài. Ngôi chùa không cần rườm rà, nhưng mà nó lại vẻ đẹp thanh tịnh, vẻ đẹp vốn có, vẻ đẹp nguyên bản, thì những cái điều đó là rất cần đối với các ngôi chùa hiện nay. Chùa Thầy gồm 3 chùa Hạ, Trung, Thượng nằm song song với nhau. Chùa Hạ là nơi lễ bái của chư tăng ni Phật tử, cũng là nơi thuyết pháp của chư tăng, được xây cao hơn so với sân chùa khoảng 1 mét, với mái trang trí lân rồng, hai đầu hồi chạm trổ mặt trời, hoa cúc vẫn xoắn tròn xen lẫn với mây cụm hình đao mác. Chùa Trung được xây cao hơn khoảng 0.5 mét, lối thông ngay sau chùa Hạ là nơi thờ Tam Bảo với kết cấu thông thoáng. Chùa Thượng nằm ở vị trí cao nhất, tách biệt hẳn so với chùa Hạ và chùa Trung. Đây là nơi đặt tượng Di Đà Tam Tôn, tượng Thích Ca, tượng của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Trong đó, bộ tượng Di Đà Tam Tôn được công nhận là bảo vật quốc gia, nằm trong di tích quốc gia đặc biệt, nên vẫn được ví như báu vật nằm trong báu vật. Từ chùa Thượng bước xuống là hai bên hành lang thờ 18 vị La Hán, gồm nhiều tượng quý, cổ được làm từ các chất liệu đặc biệt. Kiến trúc chùa Thầy khoáng đạt, cả 3 gian thờ đồ sộ với rất nhiều cột kèo, mà kết cấu chỉ có đúng 36 lỗ đục. Còn gỗ được xếp chồng khít lên nhau tạo thế vững chắc. Với những di sản ấy, Thiên Phúc Tự xứng đáng là bảo tàng mỹ thuật trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc và lịch sử Phật giáo Việt Nam. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thương hiệu Thaco đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.